Thứ mà không thể ngăn cản lại sức mạnh của con người chính là thời gian, đúng không nào các bạn? Tuy nhiên, có một ngôi làng đã làm dừng lại thời gian, đó chính là ngôi làng Gyeong Dangsin ở Jejeong mà hôm nay tôi đã tìm đến đây. Chủ đề của chúng ta là ngôi làng vẫn giữ được hình dáng nhà từ thời Joseon cho đến nay. Bây giờ hãy cùng tôi đi vào bên trong để tìm hiểu về sinh hoạt của ngôi làng này như thế nào nhé. Nơi đây lưu giữ và bảo tồn hình dáng từ thời Joseon cho đến nay. Phong cảnh nơi đây bình yên giản dị, cho ta cảm giác thoải mái tâm hồn, nơi nghỉ ngơi tuyệt vời. Cháu chào chú ạ. Xin chào. Hôm nay cháu đến đây là muốn tìm hiểu về ngôi làng đã lưu giữ những văn hóa sinh hoạt từ thời Joseon. Chú có thể giới thiệu một chút về nơi đây được không ạ? Vâng, đúng rồi. Đây là làng Gyeong Dangsin. Làng Gyeong Dangsin là ngôi làng cổ. Theo sử sách ghi chép lại, thì làng đã có tuổi thọ khoảng hơn 500 năm. Hiện nay thì mọi người vẫn sống và sinh hoạt trong những ngôi nhà cổ, để lại rất nhiều ngôi nhà cổ. Chỉ cần nhìn qua thôi, những dấu ấn cổ xưa như vậy thì chúng ta cũng có thể biết được là ngôi làng này đã được hình thành từ rất lâu đời. À, hóa ra là như vậy. Vâng, nhìn vào đây là có thể thấy được nhà và phong cảnh đã từ rất lâu đời rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng vào trong tham quan cụ thể và chia sẻ những câu chuyện về nó được chứ ạ? Ngôi làng có tên là Gyeong Dangsin, vậy lý do đặt tên nó như vậy là gì ạ? Ngôi làng này trước đây gọi là Gyeong, nhưng sau đó sử dụng chữ viết mới, nên ngôi làng được hình thành. Do không có trong bảng chữ viết mới, nên đã được đổi tên thành như vậy. Nếu mà nhìn vào đây, những con đường với bức tường đá nhìn rất đẹp mắt. Ở làng này chủ yếu được xây dựng hoàn toàn nguyên liệu từ đá. Đất thì được trộn với đá và xây lên, kể cả bây giờ tám hướng đều là đá. Ngày xưa tổ tiên xây bằng đá để vững chắc, nên mỗi nhà cứ thế, mà đâu đâu chúng ta cũng nhìn thấy đá. Vì vậy, người ta cũng xây cả bờ tường bằng đá đẹp như thế này. Ồ, ra là thế ạ, kỳ diệu quá. Hóa ra là từ xưa nó cũng ảnh hưởng đến việc xây nhà, làm tường rào ở khu vực này ạ. Đúng vậy. Vậy ở vùng này có tất cả khoảng bao nhiêu hộ sống ở đây ạ? Hiện tại thì thời điểm mà nhiều hộ sinh sống ở đây nhất là 700 hộ. Nhưng bây giờ nông thôn thì đang bị già hóa, nên hiện tại chỉ còn khoảng 350 hộ sinh sống tại đây. Những nhà cổ như này có khoảng hơn 30 kiểu khác nhau. Hiện tại những ngôi nhà cổ này đang gìn giữ vẻ đẹp và lối sống sinh hoạt của ngôi làng cổ. Tại làng cổ này, chúng ta có thể nhìn thấy dễ dàng những ngôi nhà truyền thống cổ kính, cái mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Trên thực tế, người dân cũng đang sinh sống trong ngôi nhà như thế này. Nhưng mà chú ơi, hình như cháu thấy ở đây có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Hình như có người sống ở đây phải không ạ? Vâng, ở những ngôi nhà này thường có 3 thế hệ cùng sinh sống. Cháu muốn hỏi chính là những thiết bị này phải không? Vâng, cái này chính là thiết bị có thể làm nên sáp ong, tức là nến. Đây cũng là chương trình mà du khách có thể trực tiếp thử làm. Có thể trải nghiệm tự tay làm nến được ạ? Đúng rồi,